Xin chào các anh chị và các bạn, rất vui được gặp các anh chị và các bạn trong phần 4. Chủ đề của phần 4 này là Xì hoan theo che vũ tên Đùy Hải. Xì hoan là thích, theo vũ là khiêu vũ, còn theo che vũ tức là khiêu vũ đường phố. Khiêu vũ đường phố từ che là đường phố, có nghĩa là hip hop. Rồi, xì hoan theo che vũ tên Đùy Hải là cái cô gái thích nhảy hip hop. Rồi sau đây xin mời các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem nắm bắt được nhiều không, sau đó mình sẽ giải thích cho các anh chị và các bạn nhé. Trần Xiao Sư, jin nian 12 tuổi, ta yi jing xue xi jie wu 2 nian le. Yin wei ta fei chang xi huan tiao jie wu, suo yi mei ge xing xi ta dou yao zuo yi ge duo xiao shi huo che qu Guang Zhou xue xi jie wu. 他的妈妈说, 让孩子每个星期去广州学习街舞, 是因为想让他跟最好的老师学习, 也想让他知道, 喜欢做一件事情, 就要坚持. Vừa rồi các anh chị và các bạn nghe và hiểu được nhiều không ạ? Bây giờ mình sẽ giải thích nha. Đầu tiên mình có cái tên riêng nè, Trần Xiao Sư. Trần là họ Trần. Chữ xèo này là chữ tiêu. Tiêu là một cái dạng, một kiểu của, một loại của nhạc cụ. Tiêu sáo rồi đó, mọi người có thể lên mạng để tra thêm về nó nhé. Rồi, trấn xèo sứ, còn chữ sứ là chữ thi. Thi nhân, thi chị, thi sĩ, là thi ca rồi đó, chữ thi đó. Thi là thơ đó. Trấn xèo sứ là Trần Tiêu Thi. Chí nẻn sử ơ xuê, năm nay 12 tuổi. Thái dì chính xuế sĩ cha vụ. Liàng nén là tha dì chính, cô ấy đã, dì chính là đã, sẽ sĩ che vũ, học khiêu vũ đường phố hoặc là học nhảy đường phố hoặc là học hip hop. Liàng nén là 2 năm rồi. Yên quê tha phải chẳng xì hoan theo che vũ, bởi vì cô ấy cực kỳ thích nhảy hip hop. Theo đây là nhảy, theo che vũ nhảy hip hop. Số gì mấy cơ sinh xí, cho nên mỗi tuần mấy cơ sinh xí. Mỗi tuần tha tô giao, cô ấy đều phải chua ý cơ tô xèo sử hồ chớ. Chua hồ chớ là ngồi xe lửa. Chua ý cơ tô xèo sử hồ chớ tức là ngồi xe lửa hơn một tiếng đồng hồ. Xuy Quảng Châu xuế sĩ che vũ, đi đến Quảng Châu để học hip hop. Tha tơ má mà số, mẹ của cô bé đó nói, mẹ cô ấy nói răng hải chưa mày cơ sinh xí, để cho con bé hoặc là để cho nó mấy cơ sinh chi là mỗi tuần xuyên Quảng Châu sẽ sĩ che vũ, đi đến Quảng Châu để học hip hop. Sư yên quê là bởi vì xèng răng thá, muốn để cho nó, xèng là muốn, răng thá là để cho nó. Kênh truy họ tôi lào sư sẽ sĩ có một cái cấu trúc là kênh cái gì đó, kênh ai đó sẽ sĩ là học ở người đó. Kênh truy họ tôi lào sư sẽ sĩ là học ở những giáo viên giỏi nhất. Truy họ tôi lào sư là những giáo viên giỏi nhất. Dễ sàng răng tha trứ to, và cũng muốn, cũng muốn để cho nó biết. Xì hoan chua ý chén sư chiến, thích làm một cái việc gì đó. Chiêu giao chén sử thì phải kiên trì. Chiêu giao là thì phải, chén sử là kiên trì. Xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần nữa. Trần Xiao Sư, jin nian 12 tuổi, ta yi jing xue xi jie wu 2 nian le. Yin wei ta fei chang xi huan tiao jie wu, suo yi mei ge xing xi ta dou yao zuo yi ge duo xiao shi huo che qu Guang Zhou xue xi jie wu. Ta de ma ma shuo, rang hai zi mei ge xing xi qu Guang Zhou xue xi jie wu, sư yên quê sàng răng tha kênh truy hào tờ lào sư xuế xí, dễ sàng răng tha trứ đào xì hoan chua ý chén sư chiến chú yào chén sử. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 4 này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhé. Chú ý học từng phần trước khi sang phần mới. Xin chào mọi người.